là từ ngày mà anh mất á, cô Phụng có thấy anh về không? Không thấy luôn. Giá cho nó ra cho mình thấy, mình không thấy. Cũng không có cái báo hiệu gì hết ha. Dạ. Người ta không hiểu. Thật ra các bạn thì hiến tạng theo quy định thì người hiến cũng không được biết mình sẽ cho ai, đúng không? Và người nhận cũng không biết là ai sẽ cho mình. Và đó là quy tắc, tại vì nếu như biết á thì mình sẽ mang ơn, rồi mình sẽ biếu cái này tặng cái kia cho cái này, thì thành ra nó bị biến tướng đi, nó bị biến tướng dần dần, sẽ trở thành như là trao đổi hoặc là mua bán, nó sẽ bị biến tướng đó nha mọi người. Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình quay trở lại ngay chỗ nhà của chị Phụng, có con chết não và hiến tạng cứu sống 5 người đó các bạn. Thì hôm nay mình quay trở lại cùng với anh phóng viên Hoài Nhơn của báo ở Sài Gòn. Thì hôm nay mình lại và có một số quà để trao cho cô Phụng với lại những cái món quà của anh phóng viên Hòa Nhơn xin được, rất là may mắn. Hôm nay nghe nói là chị Phụng đã chuyển cái trọ của mình đi nơi khác, tại vì nghe đâu cái trọ gần đó được giảm giá hơn xíu á, nên chị chuyển. Chị đón tụi mình đến á, tại vì chuyển sang cái nơi khác nên tụi mình không biết, nên nhờ chị ra đường đón. Các bạn, đây là phòng trọ mới của cô Phụng này. Qua gần một tuần rồi hả cô Phụng? Đúng rồi, qua bữa thứ bảy. Dạ. Rồi bên đây thấy sao? Thì bên đây ở thì nó cũng ổn ổn vậy đó. Rồi hồi trước cũng ở cái nhà bên đây. Rồi mấy hôm nay khỏe chưa? Đi làm chưa? Đi làm được một hai bữa thôi. Mà làm gì? Đâu. Hả? Làm thì gì cô Phụng? Rửa chén cho người ta. Rửa chén hả? Nấu mèo. Ngồi chơi để lấy ghế ra ngồi chơi. Dạ được rồi. Đây cô Phụng có nuôi mấy con mèo này. Đây thì sao cái chỗ tắm rửa gì nó ợp ẹp quá chị. Nhưng mà nó cũng đỡ. Đây là bàn thờ con trai của cô Phụng, người chết não hiến tạng cứu 5 người các bạn, mà clip trước mình có quay á, mình đi cùng với anh phóng viên này. Đây là căn trọ mới của mẹ con của cô Phụng các bạn. Ở đây thì phòng trọ bao nhiêu một tháng cô Phụng? Ở đây thì được 800. Và còn bên cũ chỗ kia? 1 triệu. 1 triệu là giảm được 200, là tiết kiệm được 200. Nói chứ làm ra tiền 200 không ngán, mà làm ra tiền 200 ngán lắm á. Dạ. Mấy hôm nay thì đi rửa chén cho người ta hả? Rửa chén cho người ta được mấy ngày. Rồi người ta trả một tháng bao nhiêu hay là trả tiền ngày? Ngày bao nhiêu? Trả 100 ngàn thì khó rồi cho nhóc đi học. Một ngày trả 100 ngàn. Rửa chén gần đây không cô Phụng? Ở dưới Tân Lập đó. Dưới Tân Lập. Mình đi xe, cái chiếc xe cà tàng kia hả? Đúng rồi. Hôm nay thì có đi cùng với anh Hòa Nhơn á, thì anh có nghe nói anh xin được cái chiếc xe của ai hả? Có một bà cô kia, bà ngồi lên thuận, bà gửi cho. Mà hôm qua mới lấy được. Là hôm xe chiếc xe Cúp xe Cúp 50. Một xíu cô Phụng ra thử chiếc đó đi được không nha. Chiếc xe thấy hôm qua anh Hòa Nhơn cũng mới nhận xong rồi đi sửa hết nhiêu? 800 mấy. 800 mấy nữa hả? Dạ cũng được. Thì nhớt bô ri rồi đó, làm lại cái. Rồi bữa nay cô Phụng có đi làm không? Không, sáng giờ nhớ tàu nằm. Sao mới lên trên quán mà bà chủ nhà cho viên thuốc uống, mấy bữa nó nhức cái đậu đây nè, nhân nó nhức làm như cái gân máu mình nó không lưu thông á, nhức cái mua vỉ thuốc hoạt huyết dưỡng não về uống thấy nó đỡ. Dạ. Mà hết thuốc rồi chưa đi mua. Mua vỉ uống đỡ về thấy nó đỡ. Ở bên đây thì nó hơi chật chút nhưng mà có hai mẹ con rồi. Dạ. Nhưng mà ở bên đây có ngập nữa không? Cũng vậy thôi. Cũng ngập ngập vậy, hay mưa là ngập đúng không? Đúng rồi. Ở đây đa số là xóm trọ lao động. Đúng rồi, đi lao động thì khi trưa làm biến nấu cơm qua nhà nhỏ em đó ăn. Hàng xóm à? Xóm. Dạ. Khi làm biến nấu cơm cái qua cái nấu cơm cho tao ăn, biết cái nấu cơm cho
ăn rồi chiều nhiều khi về cũng nhóc đi học thêm cái làm biếng nấu nhà nữa, cái qua cái hai mẹ con ăn ké nó luôn. Ở đây thì được vậy, còn ở trước nhiều khi chạy lên chạy xuống. Ủa ở đây vậy toilet ở đâu? Trong à, toilet nằm bên sau cánh cửa này hả? Đúng rồi. À, toilet nằm bên sau cánh cửa này, đang vô thăm thăm nhà thôi nha chị Phụng. Ở bên đây là bếp cùng toilet nè các bạn. Toilet chỗ này thôi. Đây là bếp nè. Và đây là thờ anh. Đây là ngủ của hai mẹ con. À, cô Phụng, hôm trước có đến ghé thăm chơi á, à, cũng truyền tải về cái câu chuyện mà con của cô hiến tạng để cứu người á, thì có những cái mạnh thường quân đồng cảm, rồi người ta cũng thấy hoàn cảnh của cô Phụng cũng khó khăn và người ta cũng giúp cho cô Phụng một chút ít. Đó là cô Lan ở bên Mỹ gửi cho cô Phụng 500 đô, với lại chị Phương Hà gửi 100 đô, là tổng cộng là 600 đô. Thì số tiền này con đổi được là 13.890.000. Thì con làm tròn luôn là 13.800.100.000. À, là 13.900.000 á. Dạ. À, bây giờ thì anh Nhân phụ giúp em cái công tác là đếm tiền giúp em đó nha. Là 13.890.000, nhưng mà làm chẵn luôn thì 13.900.000 á. Đếm đưa cho cô Phượng từng triệu cho nó dễ. 3 triệu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 900.000 nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, đủ cơ phòng. Đây là cái số tiền của chị Phương Hà ở Mỹ gửi 100 đô, cô Lan ở Mỹ gửi 500 đô. Dạ, thì hai cô cũng nhắn nhủ kêu nói cái về cái câu chuyện của con trai của cô Phụng á, cái việc hiến tạng cứu người á, thì hai cô rất là xúc động và muốn gửi lời chúc sức khỏe đến cô và gửi một món quà nhỏ để ủng hộ cô. Dạ. Hôm nay cũng cảm ơn mấy chị ngoài đó với lại Nhân với lại Thương qua cũng giúp đỡ chị thì cũng rất cảm ơn. À, bây giờ chị Phụng ra thử cái chiếc xe mà của Mạnh Thường Quân người ta tặng nè các bạn. Đây chiếc xe này này. Một cô ngồi Ninh Thuận á, con gái bà thì cách đây hơn năm cũng được ghép thận. Một người từ Hà Nội cho thì bà cũng không có dư dả gì nhiều, mà cái này coi như truyền tay, coi như vật kỷ niệm, thì chị cố gắng mà giữ, ý là không được bị cho hư hay là ấy, không được bán hay là cầm cố gì, em nói thiệt luôn. Thứ hai là nếu mà khó khăn á thì gọi tụi em. Còn chiếc xe này là thật ra đi em nhắm là bữa em qua em thấy là xe chị nó cũng hư với lại nó cũng ấy, thì cái chiếc này là đỡ đi xung quanh này thôi. Chiếc xe kia là cái đầu hư hết rồi hả? Đâu có gì ấy rồi đó. Trời. Số lui. Đây đây, bây giờ cô Phụng thử xe này thử đi được không nha. Mới sửa lại luôn á. Sửa đi chiều mà. Anh Hoài Nhơn phải cạn kiệt tài chính. Cái gì đâu cạn. Xe này ngon hơn cái xe kia đúng không cô Phụng? Bà đạp đi, bà chạy được rồi. Nhưng mà chị cũng thích cái xe vậy nè. À. Nó nhỏ nhỏ, nó lùng lùng, nó dễ đi. Quay, mày quay nhé. Đạp nhẹ thôi. Xe này đầy hết rồi đó. Đó, chưa bật. Chở nó đi ra rồi. Rồi chạy thử nè. Chạy số 3 á, số 3 nó đi chạy rồi. Rồi chạy lại.
Đây là xóm trọ tại một con đường của quận 2 các bạn. Thì khi mà mưa thì xóm trọ ở đây bị ngập rất là nặng. Đây cô Phụng đang thử xe máy mà mạnh thường quân cho nè. Đây là cà vạt giấy tờ xe. Cô Phụng giữ cẩn thận nha. Coi như là trao xe xong rồi đó. Còn là hàng trâu thì khác, còn em thì... Ủa bữa trước cô Phụng nói là kêu xin đi sơn gì đó, người ta không nhận hả? Không. Người ta không nhận. Người ta nói xa quá với lại gần sông rồi, người ta không nhận. Mình sao mà không nhận, xa mà nhưng mà mình đi được thì người ta vẫn cho chứ ta? Không, cái xe mình chạy không nổi. À, xe chạy không nổi ha. Đây ra tới gần tới bến xe miền Tây mà. Dạ. Yeah. Xa quá. Mấy mèo nó hú quậy. Đây quá, nhỏ con đem về cho hai con. Mấy con mèo cũng vui ha, phòng ma. Nhóc nó đòi bắt đi học, con đem theo đi học. Dạ. Cô Phụng ơi, chia sẻ cái này, từ ngày mà anh mất á, cô Phụng có thấy anh về không? Không. Không thấy luôn. Không thấy luôn. Giấy cho nó ra cho mình thấy, mình không thấy. À. Cũng không có cái báo hiệu gì hết ha. Dạ. Cái mà câu chuyện về cái hiến tạng á, nhiều người người ta xem xong thì người ta cũng không có hiểu. Người ta nói là người ta, ủa sao mình hiến tạng mà người được nhận á, tại sao lại không giúp đỡ cô Phụng nữa? Tại sao lại không giúp đỡ mà để hoàn cảnh cô Phụng khổ như thế này? Người ta không hiểu. Thật ra các bạn, thì hiến tạng theo quy định thì người hiến cũng không được biết mình sẽ cho ai, đúng không? Và người nhận cũng không biết là ai sẽ cho mình. Và đó là quy tắc, tại vì nếu như biết á thì mình sẽ mang ơn, rồi mình sẽ biếu cái này tặng cái kia cho cái này, thì thành ra nó bị biến tướng đi, nó bị biến tướng dần dần, sẽ trở thành như là trao đổi hoặc là mua bán, nó sẽ bị biến tướng đó nha. Đúng rồi, thì cái đó chuyện câu chuyện đó thì chị Phụng bà hiểu, và chị mấy năm nay chị cũng không có đòi hỏi gì với cuộc sống, thì bây giờ cũng đâu phải đến nỗi nào, người ta xã hội cũng lo cho con chị đi học, cũng lo đầy đủ. Với lại có một cái những cái bình luận như thế này, người ta muốn hiến tạng á thì như thế nào? Hiến tạng thì đăng ký qua mạng, đăng ký qua mạng đến trực tiếp bệnh viện Chợ Rẫy. À. Lên bệnh viện Chợ Rẫy thì nó có chỉ khoảng 15-20 phút thì ấy thôi. À. Thì có người ta chụp hình xong rồi sẽ có mã số đăng ký, chị Phụng nên cũng đăng ký. À. Có cái thẻ của chị Phụng thì nó làm rất là nhanh. Chị Phụng cũng đã đăng ký rồi đúng không? À. Thì nó rất là nhanh chứ cũng không có đến nỗi nào. Mà mình khi nguyên tắc mình hiến thì phải thông báo gia đình đỡ cái sự đồng thuận. Còn nếu mình đi một mình thì sau này mình có mất đi độc ngột gì đó thì gia đình mà không chấp nhận thì cuối cùng cái nó cũng không có được, không đạt cái mục đích thì à. Cũng vậy thôi. Và lại cái một cái vấn đề nữa là người mà tiếp nhận tạng và cái lúc mà mình ra đi á và cái trạng thái cơ thể như thế nào thì người ta mới có thể lấy tạng được, chứ không phải hiến tạng là khi mà qua đời thì người ta sẽ lấy tạng đâu, mà là cái sự chuẩn bị. Đúng rồi, là mất khoảng thời gian, ví dụ thời gian thận là được hơn sáu tiếng, quả tim cũng vậy, thì khi trước khi mất thì phải gọi là phải có sự sắp xếp, không phải như ví dụ như một người nhận thì họ phải có danh sách chờ, họ phải có cái gì hòa hợp, cái chỉ số hòa hợp thì mới ráp vào được, chứ còn không nếu mà mình ghép liền một cái thì nó bị thải ghép là người ta chết liền, cái người nhận họ sẽ chết liền, thì làm sao mà cái món quà đó nó đi đâu? Cái người đã xin là đã cực kỳ khó rồi, khi đã xin thuyết phục một người mẹ như chị Phụng này là hiến là cực kỳ khó rồi, mà dùng cái món quà đó nó đạt được để cứu sống một người đó, nó phải cần nhiều yếu tố nữa, thời gian, kỹ thuật rồi cả đủ thứ nữa thì nó mới đạt được hiệu quả. Còn không thì cũng như không à, đâu phải nói chết xong rồi mổ bụng ra là lấy dạ. Lấy được là lấy rồi được. Thì nó rất là cái đó có lẽ là chị Phụng cũng hiểu nhiều rồi đúng không? Mong các bạn xem những clip mà về hiến tạng thì mong các bạn hiểu thêm. Rồi chắc hôm nay đến đây thăm lại cô Phượng, rồi thăm cái phòng trọ mới. Rồi cũng trao quà cho cô Phượng rồi. Chắc hôm nay rồi tới đây là xin phép, rồi hôm nào khi nào có dịp sẽ ra lại, qua lại chơi. Lần nào Tết thì cũng có chuyến xe của bệnh viện Chợ Rẫy thì các anh chị thì thường hàng năm sẽ có tri ân đó. À. Thì mỗi năm thì Tết
Dạ. Thì sẽ chị phụ nhiệm vụ báo cáo tình hình học tập của con. À. Ví dụ như thằng Trần Lâm nó có tiếng diễn tốt thì cứ dạy thôi. Thì sẽ có nhà tài trợ hoặc là mạnh thường quân hả? Họ cứ tiếp tục đổ vô cho cái quỹ riêng của Trần Lâm. Trần Lâm lại có một cái quỹ riêng nha. Để đi học với một năm là khoảng bao nhiêu, còn chị phụ thì chị cứ đi làm thôi. Dạ. Nói chung là năm nay học khá, cô nhắn tin về học tất cả đều tốt hết. Dạ, vậy cũng mừng. Rồi thôi chị Phụng nha, rồi tụi em xin phép á. Rồi, khi nào có dịp là ghé thăm chơi nha. Khóa xe đâu. Các rồi chìa khóa, rồi cà vạt xe, rồi tiền bạc rồi coi giữ cẩn thận nha cô Phụng nha. Dạ. Rồi tụi em xin phép á. Trời ơi. Nghe như thằng đã cho bà chứ. Tiền. Cũng cảm ơn em nhiều. Tiền xe bao nhiêu chị gửi. làm có tiền đâu mà. Bà coi nó. Rồi nha, rồi tụi em chào. Rồi.